Xin chào mọi người. Hai tuần trước tôi kể các bạn là tôi thôi miên lần thứ ba đó, không biết kể cho ta. Để nói về tiền của mình. Ủa tại sao mà đã nửa năm rồi mà tôi vẫn gặp lại những cái nỗi sợ cũ vậy ta? Tại vì tôi nghĩ là tôi không có phải là nỗi sợ đó đâu, nhưng mà sao nó cứ nhắc mình cái gì á. Là giống như là hồi xưa tôi nói bạn là tôi rất là sợ trách nhiệm với tiền nên tôi sabotage dòng tiền, tôi làm nó đi ra bằng cách tôi xài 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 không có giữ là tiền, tôi không dám nhìn vào nó khi mà tôi chi tiêu. Một ngày bạn chi tiêu bao nhiêu, trong khi tôi được học là bạn yêu tiền, bạn phải biết rõ tiền của mình, bạn phải biết ơn tiền của mình. Tôi kiểu chả biết ơn gì. Nên là và cuối cái tuần đó tôi cũng có mở lớp học kể các bạn á, linh hồn tự do, freedom số, nên là tôi kể như là ok sẵn sẵn hỏi luôn. thì 2 tuần trước là tôi nhắn tin cho chị thôi miên, hai bạn không cả mũi nó bị nghẹt một bên cho nên nói chuyện hơi 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 khó nghe chút xíu nha. Là trời, em quay lại cái vấn đề em đã từng bị hồi hồi cả nửa năm rồi, đâu nhớ nó đâu, tự nhiên bây giờ nó quay lại vậy ta. Mình thấy là em thấy là hình như em cũng không phải là cái tổn thương này nó không có thuộc về em nữa đâu, nhưng mà em không hiểu tại sao nó vẫn còn ở đây. Em muốn gặp higher self của em muốn discuss next step là cái gì. Em muốn nói chuyện là ok tiếp theo em sẽ đi hướng nào. Thì cái khó chịu về tiền này á, rất khó chịu tại vì mình nghĩ là mình hay ho, và mình nghĩ là mình tại sao mình không biết ơn, mình phải là con người hay ho biết ơn rồi nhìn tiền của mình lam la mà vẫn chưa có được. Khó chịu. Và đang ở cái trạng thái rất thoải mái đó là không có đi làm, ở nhà xong rồi ngồi reflect xong rồi chơi chơi xong dạy học. Ôi trời, sướng như tiên rồi, đang có người yêu nữa. Giờ hỏi á, bây giờ đi hướng nào? Nếu mà đi theo hướng tình yêu á, thì sẽ tập trung yêu. Khi mà đi theo hướng đi làm lại thì sẽ tập trung đi làm lại. Hoặc đi theo hướng dạy học, tập trung dạy học luôn. Nhưng mà tôi cảm thấy cái chỗ tôi đang đứng nó quá là trung lập và không biết đi hướng nào. Tại vì hướng nào cũng bây giờ đang hạnh phúc quá. Đang hạnh phúc quá. Thì vô cái buổi đó thì bắt đầu chị mới giúp tôi nhìn thấy cái năng lượng chảy trong con người của mình. Thì tôi nhận thấy là cái năng lượng tiền rất là trù phú và yêu thương và dạt dào màu vàng á, thì nó chảy từ chân tới cái không của tôi, đứng lại, nó bị đứng. Và đó là năng lượng vô á, tiền vô á. Có một cái khối đen ở giữa cái cơ thể của tôi á, nó chặn lại. Rồi sau đó là ở phần trên là ra, nghĩa là tình yêu thương, cái đó là màu trắng á, cũng không biết màu nó làm gì tôi cũng quên rồi, nhưng mà đó là cái năng lượng ra của tôi. Năng lượng ra là giúp đỡ nè, hoặc là trách nhiệm nè, kiểu kiểu vậy đó. Thì nó là hai cái song song, nó không có chạm nhau, và ở giữa có một cái màu đen, nó để cho hai cái không chạm nhau á. Và tôi hỏi chị thôi miên của tôi, là thôi miên giống như là vậy nè, cầm cái laptop coi cái phần thân trên của mình. Thôi tôi nằm trên giường ấp mền cũng được. Chủ yếu là chị có thể kết nối với năng lượng luân xa của tôi. Luân xa là nửa nửa thân trên thôi. Với lại đó là như là ok tôi nói chị biết vấn đề của tôi, sau đó chị sẽ dẫn thiền tôi vô rất là sâu tới cái tầng siêu ý thức á. Lúc đó là tôi biết mọi thứ rồi, tôi trả lời được tôi. và ghi âm lại để xong tôi nghe và cái tôi tỉnh luôn. Cái lúc mà tôi nói chuyện với tôi tỉnh táo luôn. Đó rồi đó. Cái thì chị đã hỏi giùm tôi là hà sao linh hồn bản thể của tôi á, Thảo, ý là hiện tại là gì gì gì. Thì tự nhiên cái tôi thấy nó nói với tôi, thật ra là bạn bạn không phải là một cái linh hồn xuống đây để học bài học, mà bạn xuống đây để giúp tôi test trái đất. Nghe không? Tôi kiểu quá hỏi gì vậy. Xong rồi nói là thật ra bạn ấy muốn test một linh hồn trưởng thành khi mà xong ở trái đất,
với một cái tình yêu hạnh phúc các thứ thì sẽ sống như thế nào. Ví như là để cho cha mẹ cũng yêu thương thì tất nhiên có những cái tổn thương hồi nhỏ để mà chữa lành, nhưng mà nhìn chung nó không có quá ghê gớm như là bạo lực hay là những cái liên quan tới chấn thương tâm lý á. Như mẹ cũng rất là ấm áp, ba cũng rất là yêu thương, cũng có la mắng cái thứ hoặc là thiếu tiền trong lúc sống cái thứ, nhưng mà không có phải quá quá ghê đi. Rất là thấy được tình yêu thương. Ok, thì nó nói á, bạn đã sinh ra như bạn vốn là rồi, như là cái hoàn hảo, cái đẹp đẽ nhất là bạn trưởng thành rồi. Bạn không cần phải học thêm về ích kỷ là gì, tốt bụng là gì, nóng tính là gì, giống vậy á. Và nó kêu là tôi muốn test nếu bạn sống ở trái đất, bạn sẽ trở thành như thế nào? Bạn sẽ đi theo hướng mà trái đất kêu bạn đi, hay là bạn sẽ đi theo hướng bạn muốn đi? Cuối cùng tôi test xong rồi, khi mà bạn nghỉ việc thì tôi thấy là rốt cuộc bạn cũng quay về bản thân mình. Bạn cũng không có nghe những gì bạn được học nữa, mà bạn đã làm detox, detox, detox hết. Và bạn sống những gì mình lựa chọn, dù bạn nghĩ là à tôi đang sai với lý thuyết mà tôi biết, nhưng bạn vẫn đi con đường bạn đang đi. Bạn vẫn thôi mệt quá không làm nữa, nghỉ. Bạn vẫn thôi cái tình yêu này tôi thấy nó kỳ cục quá, thôi không có đi theo cái lý thuyết này nữa, bỏ. Nghĩa là dám chấp nhận những cái hậu quả mà nếu không làm đúng nó sẽ bị gì, để sống như cách bạn thấy thoải mái nhất. Thì rõ ràng bạn đã quay về với con người thật, cái năng lượng thật từ khi sinh ra của bạn. Nhưng nó kêu là test xong rồi. Tôi mới hỏi là ok vậy làm gì tiếp theo. Nó kêu là cũng không biết nữa, nhưng mà chỉ muốn nói cho bạn biết là bạn, cái năng lượng mà nó stuck ở giữa bạn á, nó stuck ở cái dòng tiền vô với ra của bạn á, không phải tổn thương của bạn, nó không phải một cái bạn cần chữa. Và đúng là ở phần trên của bạn nó bị block rất nhiều ở từng phần, như là mắt, mũi, miệng, tay, chân, nhưng nó là cái đã được thiết kế sẵn ngay từ đầu thôi, chứ nó không liên quan gì tới bạn hết, nó không cần bạn chữa hay là bất cứ một cái gì hết. Và cái gì ta, và nó ở đó để giúp cho tôi ngăn chặn bạn khỏi quá trù phú. Thì lúc đó thì chị thân viên tôi mới mới như là dẫn thêm câu hỏi, quá trù phú nghĩa là sao, thì hay là sao của tôi á nói là bởi vì trước khi tỉnh thức, quá trù phú bạn sẽ bị chạy theo cái tiền á, chạy theo những cái như là nhà xe du thuyền rồi leo rank on top, mà đỉnh hơn, cao hơn nữa, tiếp đi tiếp đi, tôi đang đứng ở trên những cái tôi thấy rất là ngon lành và tự hào, tôi không muốn buông nó ra, tôi muốn đi tiếp đi tiếp đi tiếp. Thì đó là cái mà hay là sao tôi nó không muốn. Nó kêu nếu bạn có rất nhiều tiền bạn sẽ không được như vậy bây giờ. Đó là khi mà tôi hiểu là à tại sao tôi không biết ơn tiền, tại sao tôi không có cái tình cảm hay cảm xúc gì nó hết, bởi vì tôi bị chặn cái phần chó thôi. Và thật ra nó cũng không phải là lỗi dạ tại tôi, lý do tôi hay gì hết, mà chỉ là sinh ra được thiết kế như vậy thôi. Giống như việc bạn bạn là cung hoàng đạo vậy á, hoặc là số tử vi, hoặc là xem chiêm tinh, bói toán, thần số học, thực chất là nó sẽ không mãi mãi như vậy. Khi bạn trưởng thành thì chẳng còn overthinking đâu, mà bạn đổi thừa bạn cung gì đúng không? Hoặc là ok bạn bạn không thích sống cách đó nữa, bạn tự học sống cách khác, thì bạn đã là con người khác rồi, năng lượng mình thay đổi rồi, chứ không còn sinh sao sống vậy chết vậy nữa. Nên là tôi biết là không phải lỗi của tôi, không có liên quan gì đến tôi hết về cái nguồn năng lượng tiền này, và tôi thấy nó trả cho mình rất nhiều, dù mình không biết ơn, vậy thì rõ ràng nó rất là thương mình. Và hai là sao nó cũng nói với tôi là bạn không cần chữa gì hết, không cần chữa bất cứ một cái gì, bạn kêu là bạn bị bế tắc gì đó, bạn chẳng cần chữa gì hết. Bạn muốn hết nó tự hết thôi, không cần chữa. Và khi mà nói chuyện nó là chờ 5-10 phút mà nó suy nghĩ next step làm gì. Và khi nó hỏi tôi nó kêu là Phương Thảo không có muốn sống khác đi, Phương Thảo thích bây giờ lắm, tại vì Phương Thảo hỏi là ô bây giờ đi theo hướng nào, hướng dạy học hay là đi làm hay là tình yêu hay là hướng gì á, hướng gì thì cũng phải trải qua thêm những cái ngọn núi cao để phát triển đúng không. Nếu bạn nói là ô tôi chọn dạy học thì bạn sẽ vô cái ca là ok dạy dạy khó hơn hoặc là gì đó, nghĩa là bài học nó sẽ tới với mình khi mình muốn phát triển nó.
Vì lúc đó trong đầu tôi nói thôi tôi không muốn, mệt quá rồi, tôi không muốn sống gì nữa đâu, mệt quá, tôi không muốn cứ phải cố gắng rồi vượt chông gai rồi yêu thì sẽ bị lỡ giận nhau rồi chửi nhau gì đó, hoặc là lên level, mà càng lên level thì mình sẽ đâu vui vẻ được đâu, tôi nghĩ vậy đó. Và đi làm lại thì áp lực quá, lại là tiền, lại là sếp, lại là stress logic, lại là chạy deadline, kiểu không có thấy gì vui khi mà mình đi những cái hướng mình nghĩ hết. Nên nó cũng là cái hỏi này sao hai sao mới kêu á, thôi rồi bây giờ tôi sẽ buông cái block chặn bạn ra, tôi sẽ lấy cái năng lượng cô độc mà đi nó về, để cho nguồn tiền của mình nó chảy từ trên chân tới đầu bạn, nghĩa là mở trụ phú ra đó, mở trụ phú ra cho tôi. Và nó kêu là ok bây giờ tôi sẽ test thêm một linh hồn đã trưởng thành tỉnh thức và trù phú nữa, họ sẽ sống như thế nào trên đất, bởi vì nó không tin vào lý thuyết của người trái đất. Nó nói là tôi không tin vào những gì người trái đất đang dạy và những người trái đất đang theo đuổi, nó rất là như là không hạnh phúc. Nó nói là không hạnh phúc, nó muốn coi một cái người mà được gọi là thông tha trái đất và một linh hồn trưởng thành là sống thuần như một cái linh hồn, là buông hết những cái khó khăn đau khổ đi á, thì cuối cùng ai sẽ hạnh phúc, ai sẽ hạnh phúc hơn. Nó nói gì đó, nó kêu á bạn bạn không cần phải cố gắng làm hài lòng ai cả, bởi vì khi mà vì thật ra bạn rất là tài giỏi, nó nói là bạn luôn luôn giỏi hơn bạn nghĩ, nhưng bạn lại cứ nghĩ là bạn bạn còn trẻ lắm, bạn còn nhỏ lắm, bạn phải sai lầm chứ, nếu không sai lầm bạn trưởng thành quá, bạn chẳng lẽ không có gì để học nữa sao. Nghĩa là ai cũng khen tôi nhưng tôi không dám khen mình. Mày phải biết khiêm tốn, mày không có được chảnh nha, mày còn nhỏ lắm, mày không có biết gì đâu, làm sao mày bằng người khác được. Cứ nói vậy đó. Nó nói với tôi là những gì tôi muốn bạn làm tiếp theo đó là hãy tiếp tục buông ra những gì mình được học đi, đừng để nó nói nó kêu là đừng để những đứa trẻ dạy bạn sai lầm tiếp nữa, bạn không cần bỏ thêm mấy chục mấy trăm triệu nữa để học mấy cái bằng coaching hay là để học thêm phát triển bản thân, bạn không có cần nghe theo lời của ai hết, thật ra level bạn đã cao hơn họ rồi, bạn đã trưởng thành rồi, bạn đã vượt qua hết rồi, tôi không muốn cần bạn học thêm, tôi sống ở rất lâu rồi, tôi không có luân hồi, tôi chỉ thả bạn xuống như một cái trải nghiệm mới mà thôi, chứ cũng không phải là dạng à mình phải học bài học. Và nó rất là khó chịu và buồn khi mà tôi thấy mình cứ sai hoài á, tại sao mình lại làm không có đúng như mình được học vậy ta, không lẽ mình là yếu đuối hả ta, tại sao người ta làm được mình không làm được vậy ta. Nội cái việc mà nghe theo cái người khác là dậy sớm, phải đọc sách nhiều, không có được trì hoãn, phải này phải kia phải nọ, là nó rất là thấy thấy buồn hay thương á, tại vì nó thương tôi, nó không muốn tôi buồn. Nó nói là tôi đã thiết kế rất kỹ lưỡng ba mẹ của bạn, người nhà của bạn rồi, nên bạn không cần phải trả trách nhiệm với họ, không cần biết ơn họ luôn, bạn cũng không cần phải trả hiếu gì hết, bạn cứ sống thôi, bạn cứ sống thôi, tôi đã có hợp đồng với họ rồi và tôi rất là fair, tôi rất là công bằng, thậm chí mà bạn được nhận á mà bạn không có cho lại thì tôi cũng là người cho lại họ, bởi vì họ cần cái gì tôi sẽ đưa xuống cho họ. Nó là tôi không có làm thầy tâm linh của bất kỳ một linh hồn nào, thì tôi sẽ là người làm chiến lược, nghĩa là làm việc với bản thể linh hồn, ố lộn hành trình linh hồn của học sinh của những người thầy mà họ họ cần đến tôi, nghĩa là hai sao ý nó muốn nói á, bạn hãy cứ sống bất chấp mà không cần phải làm theo bất kỳ một quy luật nào, không cần phải nịnh nọt hay là làm hài lòng bất kỳ một người nào mà bạn cảm thấy là họ giỏi quá, nể họ quá, đây là cái người mà dạy tôi phải nghe chứ, đây là cái người mà giúp đỡ tôi phải mang nợ mất ơn, tôi phải trả lại chứ, hoặc là tôi là chị, tôi là con, tôi là ba, tôi là ai đó mà tôi phải có trách nhiệm chứ. Nói bạn không cần hài lòng bất kỳ một ai, nó cứ nhắc đi nhắc lại câu đó trong suốt 2 tiếng đồng hồ. Nó kêu tôi rất mạnh rồi, bạn không cần phải ngồi bạn hỏi tôi hoài tôi có mạnh hay không, tôi đã nói bạn 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 tôi phải nói lại lần nữa, tại tại trong khi mà lần tôi nghe là hả, nó kêu nó là linh hồn trưởng thành, nó kêu
Thiệt không dễ, thiệt hả? Thiệt không dễ, hay là mày đang test dễ? Nó kêu là tôi phải khẳng định lại là tôi nói thiệt, không phải là nói giỡn. Nghĩa là nó kêu á, có một thứ đang đang ngăn chặn tôi lại, đó là nghĩ về quốc tịch. Mình có nên quốc tịch hay không đây? Nó nói tôi á, đó là cái mà con người nghĩ ra thôi, tôi chẳng quan trọng, tôi không có quan trọng. Nó nói tôi là từ khi bạn nghỉ làm á, từ khi nó test xong á, tôi là tự do rồi. Nghĩa là ý chí của tôi, ý chí hiện tại của cơ thể tôi á, thích làm gì thì làm, tại vì nó muốn coi tôi sống hạnh phúc như thế nào, nó không muốn coi kịch bản, nó không muốn làm kịch bản cho tôi nữa. Tại nó biết là tôi tỉnh ra rồi, tôi tỉnh táo rồi, tôi biết tôi là ai rồi. Nó kêu là giờ tôi không biết bạn ở đâu, bạn làm gì tôi cũng không muốn quản, mà tôi cũng không muốn quản luôn, tôi chỉ muốn thấy thôi, và tôi hỗ trợ bạn hết mình thôi, bạn kêu gì sẽ có cái đó. Ừ, tại nó muốn test hạnh phúc mà. Nó kêu là bạn đừng sợ khi mà bạn quá giỏi như vậy thì đẻ con nó sẽ bị tật, hay là nó sẽ bị gì đó drama, nó sẽ không bị gì đâu. Tôi muốn test một linh hồn hạnh phúc, tôi không muốn test một linh hồn đau khổ mà. Cũng không có bài học gì đâu, không có bài học gì con người có kiếp này các bạn hết á. Nó nói là hãy cứ đừng có sợ hãi, tất cả mọi thứ đều là năng lượng mà thôi. Nó nói với tôi á, bạn á, New Zealand không dám ở, Mỹ không dám đi, Việt Nam không dám về, Ấn Độ không dám qua. Tại vì sao? Tất cả mọi người đều kêu bạn đó là địa ngục, nơi nào cũng là địa ngục mà đâu dám đi. Ở New Zealand thì sao? Chán quá, không kết nối được với thế giới đúng không? Nó sống chậm 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 và nó mất tiền. Ở Việt Nam thì sao? Cái này cái kia xấu xấu. Ở Mỹ thì sao? Cái này cái kia xấu xấu. Như là đi đâu cũng có cái xấu, như là đi đâu cũng khổ hết. Giờ quốc tịch hay không, nó nói tôi nó không quan trọng, nó không quan trọng. Bạn ở đâu cũng được hết, bạn ở đâu cũng được hết, bạn ở đâu cũng được yêu thương hết, ở đâu cũng cũng tôi lực giúp đỡ lắm. Tại vì bạn sợ, bạn là bạn sợ bạn nợ người ta, nhưng mà tôi nói bạn biết từ khi bạn sinh ra và lớn lên ở ở thế giới trái đất, tôi đã giúp rất nhiều trái đất, như là về mặt năng lượng hoặc là về mặt kết nối tâm linh các thứ. Bạn đi đâu thì tôi cũng ký hợp đồng với người ta hết, không có gì là một một chiều đâu. Bạn luôn luôn, tôi là cái người rất công bằng, cho nên ai mà tiếp xúc với bạn, thậm chí họ chửi, họ ghét bạn, hoặc là họ nháy mắt với bạn một cái, họ nhìn bạn, họ lừa một cái thôi, tương tác với bạn thôi. Ở thể vật lý thì ở trên này higher self của họ đã gặp higher self tôi để nói chuyện rồi. Tại tôi là cái người làm kịch bản mà, có thể họ sẽ hỏi là ok thông tin hoặc là đưa ra ý kiến, hoặc là ok nó hay reflect cuộc đời hiện tại tới đâu rồi, để tiến như thế nào, giống vậy á. Cho nên nó nói là bạn không cần phải đi khiêm tốn, kêu là tôi là người đồng hành, bạn là người giúp đỡ, bạn không có gì phải khiêm tốn. Nói tôi là bạn cũng chẳng chẳng cần phải để ai đó kéo kéo bạn xuống vì năng lượng của họ thấp. Bạn cũng không cần phải đi dạy học một cách gọi là cố gắng hết sức, bởi vì bạn không cần phải lấy cái bằng coaching nào hết. Bạn không phải là người chữa lành, bạn hãy để chuyên gia làm việc của chuyên gia. Nó kêu bạn hãy để chuyên gia làm cái việc chữa lành, bạn không phải chuyên gia. Mình như bạn sống đúng như bạn sống thôi. Thì đúng đúng thiệt, đúng là chuyên chuyên ngành của tôi là lập trình. giỏi giao tiếp thôi, nhưng mà không có đi quá sâu với một người, tức là ai hỏi trả lời thôi, chứ không phải là tôi nhìn thấy bạn rồi, thấy bạn đau rồi, tại vì thấy bạn đau tôi không kéo bạn lên được. Bạn phải tự kéo bạn lên chứ không mà kéo bạn lên được. Mà nếu mà không kéo lên được mà vẫn dạy thì nó sẽ kéo nó xuống. Rồi cứ phải nâng mình lên, phải nâng mình lên, phải nâng mình lên, rất là cực. Thì đó là cái mà hay là sao muốn nói với bạn. Bạn chẳng cần phải học ai nữa hết, bạn quá đủ rồi. Bạn hãy cứ sống thôi, bạn đừng có học thêm nữa, đừng có tiếp tục sống đau khổ như vậy nữa. Sau đó nó nói với tôi rất là nhiều ví dụ mà từ từ tôi sẽ tách ra, tại vì nó nói với tôi một hai câu thôi. Sau đó cái buổi đó tôi về tôi nghe xong rồi tôi lát cái đầu tôi luôn á, tôi lát cái đầu tôi kêu hả gì vậy, sao mà khó vậy. Nó kêu nói những cái này Phương Thảo sẽ không có nghe đâu, Phương Thảo không có vui đâu, Phương Thảo thích nghe drama, rất thích nghe drama. Nói tôi á, bây giờ bạn hỏi tôi ủa chẳng lẽ bạn với người yêu bạn sẽ sống sướng như vậy hả? Đúng rồi, sướng vậy đó. Người yêu bạn là bạn chọn chứ không có kịch bản đâu nha. Nó nói tôi là khi mà bạn đã quyết định yêu thì tôi đã làm kịch bản, làm năng lượng lại với người yêu của bạn, và những gì tôi có thể làm là bảo vệ người yêu của bạn, và hướng cả hai, để cho hai bạn đi chung nhau cả đời. Sẽ không có nghịch năng lượng gì đâu, đừng có sợ, sẽ không có gì xảy ra đâu, đừng có sợ. Cuộc sống này nó dễ lắm, rất dễ, bạn không cần phải theo lý thuyết. Ví dụ như là tiền, một cái ví dụ là
Bạn phải học manifest làm sao đúng, phải học luật vũ trụ gì đó là mình tin thì nó có. Rồi bạn phải bắt đầu lên tới cao hơn là cảm xúc mình nghĩ vào một bức tranh bạn thích, rồi nó sẽ mình sẽ hạnh phúc như thế nào khi mình có. Rồi ok, thực hành gì, làm gì. Mình yêu cái đó thì mình phải hiểu nó rất rõ, mình phải ghi chi tiêu lại mỗi ngày, mình ăn cái gì, mình xài cái gì, biết mình ở đâu, như vậy á. Nó kêu nếu tôi không làm đâu. Nếu tôi không làm nó đâu, không cần thiết đâu. Bạn bạn đâu cần gì đâu chữa lành. Bạn chỉ cần nói tôi là ok, tôi muốn thông, à, thông mà. Giờ nó thông mà nó, giờ tôi đã đưa một cái năng lượng của bạn ra rồi đó. Chứ nếu mà bạn ở thể con người, bạn cố gắng ép cái năng lượng mà nó ở chặn ở giữa hai cơ thể tôi ra, nó sẽ không bao giờ ra được, trừ phi mà tôi muốn nó ra, trừ phi tới lúc nó cần ra nó mới ra, chứ không phải muốn là ra. Mà chúng ta tất cả là higher self, linh hồn bản thể của tôi, các thầy tâm linh của tôi, và chính chính tự do ý chí của tôi, muốn nó ra thì nó mới ra được. Có nghĩa là nó nói tôi mọi việc dễ lắm bạn ơi, mọi việc dễ chứ trên đời dễ lắm bạn ơi, bạn không cần phải sống khổ nữa đâu bạn ơi, bạn cứ sống bình thường đi, sống bình thường mà thứ tốt đẹp sẽ tới. Bạn muốn tiền gì, bạn muốn tiền mới nói chuyện tôi mà có tiền à, bạn không, bạn bạn cứ nhắm mắt hay là ngồi ngẫm cái tôi à. Tôi sẽ đưa thông tin tâm liệp xuống cho bạn đi làm xíu có tiền à, không không cần phải khó khăn đâu. Thật ra là 2 3 ngày sau là tôi được gửi 60 triệu, bà mẹ gửi 60 triệu. Thấy vui, thấy vui nha. Và định là gửi tiền nhà, ống tiền nhà ở New Zealand nè, xong rồi cái rút ra nó không có được, xong rồi mà chuyển qua nó mất. Cái ba tôi hỏi là con hỏi chủ nhà con á, đưa cash là về Việt Nam xong rồi mua cái cọc tiền mặt xong rồi đem qua gửi cổ được không, tôi cũng không biết. Tôi hỏi cổ của nó là được, yes, thế là 60 triệu gì tôi giữ luôn. giống như là ủa dễ vậy thôi hả, dễ vậy thôi hả. Ừ đúng rồi, dễ vậy thôi đó. Nhưng mà bạn biết cái lúc mà thôi miên xong tôi mất 3 4 ngày để tôi thấy sợ lắm. Cái gì vậy, mình phải bỏ hết nữa hả, mình lại phải buông cái người mình đang học ra hả, mình lại phải làm cái này cái kia cái nọ nữa hả, sao nghe đáng sợ vậy. Trời ơi, cái người đó rất là nhiều cái lý thuyết hoặc rất là nhiều cái trải nghiệm mà ủa tôi cũng làm rồi, tôi cũng thấy đúng mà ta, nhưng rõ ràng nó khó, nó không dễ. Giống như là bạn phải đối mặt với nỗi sợ của bạn, bạn phải vượt qua đau đớn, bạn phải xé mình ra để mình phát triển. Nó đau bạn, nó đau lắm bạn. Mà một cái gì mà cũng nghĩ lỗi của bạn hết trơn, cái gì cũng nghĩ là à người ta đối xử với mình vậy tại mình cho phép, chứ nếu không sao người ta đối xử với mình vậy được. À mình nghèo tại mình bị gì tại mình lạc đường hay là mình buồn hay là mình khó chịu, cho nên là cuộc đời mình hôm ngày hôm nay nó mới không vui, nó mới bị người ta này kia. Thấy tội nghiệp ha, thấy thương ha, cái gì cũng là do mình tại mình. À muốn phát triển thêm thì sẽ phải dựa vào trong gai đúng không, cái gì nó cũng à thì ra tôi còn tổn thương này hả, tôi phải chữa tiếp thôi. Tôi phải đi tiếp thôi, tôi không muốn sống vậy nữa. Nghĩa là thậm chí trước khi tôi biết thì tôi đã không muốn đi tiếp rồi, tôi nói là cuộc sống bây giờ xuống quá, tôi không có muốn phát triển thêm nữa. Cách nào phát triển mà nó nhẹ nhàng không, nhẹ thật sự nhẹ không, tại vì bạn biết khi mà làm gọi là coach đi ha, những người đó hay nói là khi bạn làm coach bạn sẽ có trải nghiệm nhiều hơn người khác, để bạn hiểu cái người bạn đang đồng hành họ đau, bạn hiểu được nỗi đau của họ, bạn sẽ trải qua những cái đó. Tôi kiểu thật hả, làm cái nghề đó đã khó rồi đó bạn, tại vì bạn phải nhìn thấy người ta, bạn người ta rất là quăng bom tiêu cực, bạn phải ok chuyển hướng cho người ta. À ok đừng 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 chửi người này người kia nữa, thế là mình không nói vậy với người ta, mình nói là ok tập trung vào bạn, bạn thấy như thế nào, bạn thấy nó ảnh hưởng đến bạn như thế nào, bạn thấy bạn muốn gì. Kiểu vậy đó, mình sẽ phải lèo lái là ghê gớm, mà lại còn trải qua đau thương ở cuộc đời nữa hả. Tôi nói không 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 chấp nhận được. Yeah, từ đó thì tôi sống rất là khỏe rồi. Tôi nói là thí dụ con dại thôi nha, chứ con không có đau đâu nha, con không đau đâu nha, cho con cái gì đó nó nhẹ nhàng và con sẽ suy ngẫm rất sâu sắc, con không cần những cái ta đo to to lớn để mà con trải nghiệm cuộc đời, con không cần nữa. Đó, nói chung là vậy á. Thì sau 2 tuần rồi bạn, là tôi đã trải nghiệm rất là nhiều rồi. Tôi nhận ra là đúng là sống nhàn có thiệt. Những gì hai sao nói là nó có thiệt, nó đúng thiệt với tôi.
Nếu như có thể chúng ta logic, chúng ta sẽ nói là ủa nếu này thì sao, nếu kia thì sao, nếu nọ thì sao. Khi mà tôi nói với bạn trong lớp tôi á, chủ nhật nè, tôi mới nói thì các bạn cũng hỏi rất nhiều, thế thì phước thì sao, thế thì này kia nọ thì sao. Tôi sẽ, cho nên là tôi mới nói là ok, không có thể làm trong một video được, sẽ làm rất là nhiều video và mỗi video nói về một cái. Rồi khi tôi làm clip này tôi cũng đã sợ rồi, trời ơi mình đang nói cái gì ta. mình những cái mình nói 3 tuần trước mình không có dám tin vậy. Nhưng mà khi mà bây giờ tôi vẫn nghe bạn, bây giờ tôi đào cái đó vào điện thoại tôi, xong rồi tôi mở YouTube music các bạn, tôi cứ bắt nó repeat, tôi đeo tai nghe luôn. Bạn không cần phải làm hài lòng người khác, bạn không cần phải sợ gì hết, bạn hãy cứ sống hạnh phúc thôi, cuộc đời dễ lắm. Nghe nó an lòng. Nghe thầy minh niệm mà, họ nghe hai sale của tôi, không thì tôi chơi chơi chơi. Thấy thoải mái vậy, thoải mái lắm, và góc nhìn tôi thay đổi hoàn toàn rồi bạn, thay đổi lắm. Rồi vậy đi ha. Tiếp theo thì tôi sẽ làm một cái video thứ hai để nói về một cái mà cái người rất thân của tôi hỏi tôi. Ok vậy nhá, thế là bắt đầu series sống nhàn nha. Ok bye bye.